Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư muốn gửi đến quý vị và các bạn cái video có tên là Kết luận giám định chữ ký chữ viết. Thưa quý vị và các bạn, đề tài này thì cũng nói rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên có một cái vị khách hàng hỏi tôi rằng giám định chữ ký chữ viết như thế nào, và một lần nữa xin lặp lại để cho chúng ta cùng song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một cái kết luận được tòa án giới thiệu đến phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, và cái kết luận giám định là kết luận giám định 0 xác định được chữ ký ký tên trên tờ giấy ký hiệu A so với mẫu chữ ký của bà trên ký hiệu từ M đến M1 đến M13 do có phải cùng một chữ ký ra hay không. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nói như thế này. Bà A yêu cầu đưa ra một cái tờ giấy khởi kiện ở tòa án, và bà cho rằng chính cái bị đơn là người ký tên trên cái văn bản đó, và tòa đã mời bị đơn và tìm từ cái nhiều nguồn khác nhau các bạn ạ. Trong cái giấy mà để đối chiếu so sánh cái nguồn á, để đối chiếu so sánh thì trong này có tổng cộng là 13 nguồn, gồm có hợp đồng chuyển nhượng nè, gồm có đơn xin đăng ký biến động nè, gồm có đơn xin kê khai xác nhận diện tích, gồm có đơn xin giao đất để làm nhà ở, gồm có giấy ủy quyền, giấy cam kết, biên bản tống đạt. Thông thường thì một số tùy theo một số thẩm phán ở tòa, tuy nhiên rằng tôi nghĩ rằng có từ 3 cái nguồn để đối chiếu so sánh thì kết quả là đầy đủ. Tuy nhiên trong trường hợp này là tới 13 cái mẫu để đối chiếu lại với một cái hợp đồng có ký hiệu là A thì gồm có 13, và cuối cùng cái kết luận giám định vẫn là không cùng một người ký ra, tức là cái kết luận giám định nó sực xem không là nguồn chứng cứ. Thưa quý vị và các bạn, thông thường thì tòa án sử dụng một số nguồn chứng cứ là kim chỉ nam. Ví dụ trong trường hợp ký cái giấy vay tiền thì rõ ràng nếu như chúng ta thấy trong trường hợp cái giấy vay tiền thì nếu mà ký tên trên văn bản đó bút xa gà chết rồi. Tuy nhiên trong cái hợp đồng này thì ngoài ra còn có những cái nguồn chứng cứ khác, ví dụ như là quá trình quản lý sử dụng, quá trình đăng ký kê khai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai. Trong cái việc mà kết luận giám định của cấp, chúng ta sau khi có cái kết luận giám định thì của ví dụ như ở đây ở phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu chúng ta vẫn không đồng ý với kết luận này thì chúng ta có quyền khiếu nại lên trên. Còn tùy theo mỗi một cái tỉnh thành phố thì có cái mức độ giám định ở phía trên. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng là kết luận giám định là một trong những nguồn chứng cứ, và một trong những nguồn chứng cứ rất là quan trọng để tòa án có những cái phán quyết khách quan toàn diện. Hy vọng rằng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tới thời điểm này các bạn có thể hiểu được giám định thực tiễn của giám định chữ ký chữ viết, mẫu của giám định chữ ký chữ viết, kết luận của một cái phân viện khoa học hình sự của tỉnh thành phố đối với cái loại hình xác định chữ ký và chữ viết.
Trong những cái video lần tới thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cái giám định giọng nói. Hy vọng rằng là chương trình sẽ song hành cùng quý vị và các bạn trong những cái video từ cơ bản nhất là ủy quyền, là kháng cáo tới những vấn đề phức tạp hơn, là sẽ làm tặng cho quý vị và các bạn một cái loạt video khi các bạn đưa ra những cái cơ sở pháp lý, nguyên cái một cái bản án sau khi các bạn đã xét xử mà tòa án không chấp nhận ở tòa, thì chúng tôi cũng có thể thiết kế lên để phục vụ quý vị và các bạn. Dĩ nhiên thì tùy, nếu quý vị và các bạn cảm thấy rằng là công sức và trí tuệ của luật sư bỏ ra thì cũng có thể chuyển khoản cho luật sư chẳng hạn. Còn thì thông điệp chính là chúng ta cùng song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Trong cái video này tôi có một số cái hướng dẫn, có một cái phí như là hướng dẫn về khởi kiện, hướng dẫn về hủy giấy, hướng dẫn về chia tài sản chung vợ chồng. Nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì chúng ta sẽ xem ở đường link ở phía dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.